Xin chào tất cả các bạn, đây là xe Mazda 3 và hôm nay mình sẽ thực hiện clip này để hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể điều chỉnh một số những cái tính năng của cái xi nhan rẽ nhá. Khi xi nhan báo rẽ các bạn có thể về xi nhan báo rẽ thì ở đây các bạn có thể thấy là các bạn đang quen sử dụng cái tính năng đó là khi các bạn gạt xuống như thế này. Đấy, thì xi nhan nó sẽ báo rẽ. Đấy, nó sẽ báo rẽ như vậy. Đó là khi các bạn gạt xuống nhá, và khi trả lại vô lăng thì tự động cái xi nhan nó sẽ trả về như cũ và rẽ phải thì các bạn sẽ đẩy lên. Đấy, mỗi lần các bạn đẩy lên như thế các bạn sẽ nghe một tiếng kêu cạch rất là to đó, và các bạn sẽ đẩy như vậy là xi nhan nó sẽ cố định, tạo một cái hành trình cố định đó. Ở đây thì xe nó sẽ có một cái tính năng đó là nháy xi nhan thôi chứ không phải là các bạn cần phải đẩy hết cỡ lên như vậy. Ví dụ ở đây mình chỉ cần đẩy nhẹ như này thôi đó, thì nó sẽ vẫn sẽ nháy và chứ nó không cần phải là đẩy hết cỡ xuống. Đây mình chỉ cần nháy nhẹ một lần là nó sẽ tự động lên, sẽ nháy 3 đến 5 đến 7 lần như thế này. Đây, ví dụ nha, mình đẩy xuống đó, thì mặc định là xe nó sẽ không có cái tính năng nháy nhẹ như thế mà các bạn cần phải cài đặt trong cài đặt. Và để cài đặt được thì các bạn sẽ thực hiện thao tác như sau. Đây, đầu tiên ở trên cái màn hình của xe, dòng xe khác các bạn cũng sẽ có thể làm tương tự đó. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt này, bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt phương tiện, sau đó các bạn sẽ vào cái phần mục là tín hiệu rẽ, thì các bạn sẽ kích vào mục tín hiệu rẽ. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái mục là tín hiệu xi nhan nháy 3 lần này, các bạn tích V vào đây hoặc tắt đi. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ lưu ý là tùy từng xe và tùy từng đời nó sẽ có mục là 3 lần, 5 lần hay 7 lần. Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ thích nó nháy khoảng 7 lần hoặc là 5 lần hơn, chứ 3 lần này thì nó sẽ hơi ngắn. Ví dụ bây giờ mình tắt đi nhá. Đấy, bây giờ mình tắt đi rồi. Và bây giờ mình sẽ vào phần xi nhan này, mình nháy nhẹ này. Đấy, nó chỉ nháy một lần thôi, nó mất luôn. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn nó nháy liên tục các bạn phải kéo hết cỡ xuống như thế này. Đó. Đẩy trả lại. Đấy, thì theo cái quan điểm cá nhân của mình, khi mình sử dụng xe ấy, mình kéo mạnh hết cỡ xuống như thế này thì mình rất là sót xe. Đấy, cảm giác là nó gãy một cái. Đấy, kiểu như thế. Nên là mình sẽ chỉ hay nháy như thế này thôi. Và mình sẽ chọn cái cách đó là mình sẽ bật cái chế độ tính năng là tín hiệu nháy này lên. Đấy, bây giờ mình sẽ bật lên nhá. Ở đây thì hy vọng là trong các bản cập nhật tiếp theo của Mazda thì nó sẽ có là nháy 5 lần hoặc nháy 7 lần, nó sẽ ổn hơn và nó sẽ được lâu hơn. Ở đây nháy 3 lần thì theo mình đánh giá là nó vẫn hơi ít. Đấy, ok, sau khi mình bật lên này, bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp tục này. Ví dụ mình sang bên phải nhá, mình chỉ cần nháy nhẹ thế này thôi. Đó, nó sẽ nháy 3 lần. Xuống sang bên trái này. Đó, cái tín hiệu này nó sẽ áp dụng cho các bạn là khi các bạn cần chuyển làn nó sẽ phù hợp hơn, hoặc là các bạn chuyển hướng nhưng mà chuyển hướng nhanh, chuyển hướng gần thì các bạn chỉ cần nháy như thế này. Còn nếu mà các bạn chuyển hướng lâu ấy và các bạn cần phải báo rẽ thì các bạn vẫn phải sử dụng cái gạt hết cỡ như thế này nhá, để nó nháy liên tục. Như vậy thì sẽ tránh cái trường hợp là khi các bạn rẽ sang phải hay rẽ sang trái rồi mà cái tín hiệu nó sẽ lại hết. Đấy, ví dụ các bạn nháy 3 lần thế này thôi mà các bạn rẽ thì nó bị hết tín hiệu ấy, thì cảnh sát giao thông khi nhìn thấy thì sẽ thấy là các bạn là không bật xi nhan, thì đấy là một cái lỗi cũng tương đối là nặng. Nên là các bạn sẽ lưu ý tùy từng trường hợp chúng ta sẽ sử dụng cái gạt như thế này sao cho hợp lý. Còn nếu mà các bạn không muốn gạt hết cỡ sang như thế này, đấy, thì các bạn có thể nháy liên tục 3 lần này nó hết thì các bạn lại tiếp tục nháy 3 lần nữa. Đó, cứ gạt như thế, chỉ cần gãy nhẹ thôi là nó sẽ tự động nháy xi nhan cho các bạn mà các bạn không cần phải gạt hết cỡ xuống. Đấy, thì đây là một cái cách mà các bạn sẽ linh động cái ngón tay của các bạn, nó rất là đơn giản nhá. Đấy, tương tự như thế ở trong cái phần cài đặt các bạn cũng sẽ vào như vậy. Bất kể xe nào nó cũng sẽ có cái tính năng này, nên các bạn có thể vào trong cái phần cài đặt của xe, cài đặt của màn hình để các bạn cài đặt lên. Đấy. Bên cạnh đó thì tùy từng xe thì chúng ta có thể bật tắt được cái tiếng kêu của xi nhan. Ví dụ ở đây mình chuyển cái âm lượng xi nhan này sang cao nhá. Đấy. Và bây giờ mình sẽ xi nhan thử nhá. Đây. Đấy, các bạn có thể nghe thấy cái tiếng tạch nó sẽ to hơn rất là nhiều. Ví dụ mình sẽ chuyển sang cái tính năng là âm trung bình thấp này. Đấy. Sang tiếng kêu nhá. Đó, thì nó sẽ nhỏ hơn. Cái âm lượng này thì nó sẽ làm cho cảm giác của chúng ta dễ chịu hơn khi các bạn bật tín hiệu rẽ xi nhan. Nhiều xe thì nó không chỉnh được cái tính năng này đâu. Nhưng mà cái dòng Mazda 3 thì nó sẽ chỉnh được. Và các bạn sẽ, theo mình thì mình hay chọn là cái chế độ thấp như thế này, nghe nó sẽ nhỏ, nó dịu dàng hơn. Chứ nếu mà để to nó kêu cạch cạch to quá thì rất là khó chịu. Ok. Ok, thì trên đây là cái cách hướng dẫn nhanh của mình về cách bật cái tín hiệu xi nhan nháy mà không cần phải gạt hết cỡ. Đấy, các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các mẹo sử dụng ô tô khác nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.